Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng ngày tháng 10 năm 2020 và chúng tôi rất hân hạnh đón anh chị Giang Thủy ở tại Thanh Sơn, Phú Thọ về ký duyệt một bộ trường kỷ. Trường kỷ bằng chất liệu gỗ đinh thối quý vị nhé. Đây, trước mặt quý vị đây là sản phẩm đây, trọn vân. Trường kỷ gỗ đinh thối trọn vân bao gồm có 3 món. Đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh vợ chồng anh Giang Thủy đây tại Thanh Sơn, Phú Thọ. Hay ngửa đấy. Chị có đặt chúng tôi là một chiếc sập thờ, một bộ trường kỷ chất liệu gỗ đinh. Hiện tại anh ký duyệt trước cái phần trường kỷ, bộ sập thờ sẽ hoàn thiện sau. Đây, tôi sẽ giới thiệu qua cái đường nét chi tiết của bộ trường kỷ này. Thì bộ sản phẩm này bao gồm có 3 món, 2 chiếc ghế dài và 1 chiếc bàn tiếu. Hàng cực kỳ đẳng cấp và chất liệu gỗ đinh chun cực kỳ quý hiếm quý vị nhé. Đây thì trong hiện tại là trong xưởng nó hơi tối một chút, thì đây quý vị thấy được cái phần chun gỗ đây, chun gỗ cực kỳ đặc sắc luôn, cực kỳ đặc sắc và giá trị, chất liệu gỗ đinh thối. Chiếc ghế này là hàng đại và kích thước là dài là 2m17, đầu tay xoắn ốc, vách là đục tứ quý, đã lên một nước lót bảo vệ gỗ rồi quý vị ạ. Đã lên một nước lót bảo vệ gỗ rồi. Đây, mặt đây. Mặt liền tấm đây. Mặt liền tấm đây, vai đây. Nun sụn luôn nhá. Chun sụn luôn, cực kỳ là đẹp. Rất là giá trị. Cái phần yếm này. Yếm này của chúng tôi là yếm đục và trúc. Yếm đục trúc dạng phòng. Phần chân của tôi là chân 9 chỉ quý vị này. 9 chỉ, chân 9 chỉ. Đầu tay xoắn ốc. Rất là đặc biệt, rất là giá trị. Màn tíu đây. Vân gỗ đây. Kéo chiếc bên này. Phần vách là đục hai mặt hết. Đục hai mặt hết. Phần bèo đẳng cấp luôn. Mọi người có nhu cầu thì cần liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 51086. Website là đồ gỗ tùng8.com. Xin chào mọi người.